Nếu mà không có người vợ như này ấy, thì có lẽ là anh không làm được những cái phim mà để khán giả xem, khán giả khen như thế. Xin chào anh chị khách mời. Sau đây mình đến với phần thực đơn. Thực đơn, thực đơn, thực đơn. Thực đơn, thực đơn, thực đơn. Thực đơn, thực đơn, thực đơn. Thôi, mình thực đơn. Thực đơn cái tới tối luôn cũng chưa ăn. Mời anh chị qua đây à, chắc anh chị đói rồi à. Để bọn em giới thiệu thực đơn đã. Thực đơn giới thiệu. Đứng rồi, mình chọn đã. Cho đấy, mình cuốn đi thực đơn nhà mình. Rất ổn, nhưng mà tại vì do cái vụ mà xin chào anh chị khách mời, cho nên là biết rồi tôi cũng tương tương theo. Nào, xin mời bé gái. Dạ, với cái cung cách phục vụ cũng như là cái toát lên từ cái sự thần thái của em, thực đơn của em hôm nay phục vụ anh chị đạt chuẩn 5 sao, là những món sơn hào hải vị lấy từ chân núi vớt từ xuống biển lên, là hòa quyện lại thành một bữa cơm thịnh soạn ạ. Thực đơn của em ngày hôm nay rất là giản dị, rất là gần gũi, rất là thân thương, và tóm lại là rất là ngon ạ. Thực đơn em tên gì? Thực đơn tên là bình dân. Dạ, em cũng nặng quá rồi nha. Có gì anh nhắc em nha. Anh chị mình vô thẳng luôn đi, chứ không nếu hồi mới giới thiệu nữa là em bị điên đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thực đơn nào. Thực đơn bình dân trước nha. Bình dân trước nha. Xin mời chị qua đây. Welcome. Dạ, em mời chị ạ. Quản gia Việt Bắc sẽ mang tới thực đơn gồm các món ăn bình dân như thịt luộc, bánh bèo, nước mía. Những món ăn này sẽ gợi lên câu chuyện gì? Hãy cùng chờ đón. Kính thưa quý vị khách mời, sau đây ta đến với phần thực đơn. Chào mừng quý vị đã cùng đến sao? Ủa? Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đến với khách sạn 5 sao phần thực đơn. Sở dĩ mà tôi xuất hiện như vậy là tại vì quý vị biết không, có những thứ người ta gọi là liệu vào trong đầu. Thì cái phần nhảy nhót của các bạn ấy nó cũng là một cái nhạc hiệu mới cho chương trình của chúng ta. Vâng, thế thì bây giờ hai khách mời của chúng ta ngồi có vẻ như là chờ đợi để được ăn uống rồi đó. Dạ vâng ạ, vâng. Dạ, em thưa anh chị, thực ra là trước mắt anh chị là một cái bộ ấm trà. Nhưng anh chị đã biết rồi, nếu như mà chúng ta cho trà và cho nước sôi vào, đúng không ạ, thì sẽ tạo ra một ấm trà. Ăn uống cái gì ăn không, trà? Thì ý em nói là đây không có gì cả, thì đó là chưa phải ấm trà. Mà vì anh chị đang đói, nếu uống trà vào nó sẽ cào ruột. Và chính vì như thế thì em sẽ cất ấm trà và em đưa một món ăn vào đây ạ. Trời ơi, mà công nhận em ấm trà thôi mà nó dài dòng như vậy đó, thưa quý vị. Anh thấy nó nói những cái điều rất là chân lý. Chẳng hạn là đây là cái ấm, nếu bỏ trà vào, bỏ nước sôi vào nó sẽ thành cái ấm trà. Còn nếu không thì nó là cái ấm không. Thôi, chân lý chị nó cả trái đất đều biết không nhỉ. Nhưng mà khi bạn đóng phim Cuộc đời vẫn đẹp sao cùng với Bắc á, và trong phim mấy bạn ấy có giống như ngoài đời này không? À không, ngoài đời này nó lạ hơn trong phim nhiều. Wow, cái gì mà lạc, đậu phộng đúng không ta? Rồi đó, tiếc đùa. Ông lấy đôi đũa khác đi ông nhá. Không, anh thì nó sẽ trộn hai cái này cho anh chị tách. Đây, bằng đây, đây. Sau đây em sẽ giới thiệu những món ăn mà anh chị đang nhìn thấy. Nói đi. Em xin giới thiệu với anh chị một món ăn rất là bình dân nhưng mà xuất hiện trong khách sạn 5 sao. Đấy chính là món thịt luộc. Có một cái điều đặc biệt đấy chính là chúng ta phải sơ chế thế nào mà khi ăn mình cảm thấy ấn tượng. Khi luộc xong thì miếng thịt nó phải giòn. Cái món này nó có một cái đặc biệt rất là hay anh ạ. Nó là thịt lợn mà khi anh ăn thì nó như thịt heo. Ôi trời, thế à? Ê tải. Mời anh chị ạ. Thật ra nhìn cái món này ngay lập tức tôi xúc động. Đây là món tôi yêu thích. Em ơi, sao lại hôm nay đến khách sạn 5 sao này lại có món này nhỉ? Ngạc nhiên đấy. Đấy, thế thì anh chị thử coi là món này là có chuẩn như cơm vợ nấu không? Mời nó mời chỗ chứ. Ngại dài. Nào, ăn thử xem có đúng vị không nào. Xong anh. Ui giời. Món thôi rồi. Vì đói bụng quá. Cái giai đoạn bao cấp những cái năm 80 90 thì có lẽ là nó bị ám ảnh, lâu lắm mới được ăn một miếng thịt thật sự, cho nên hình như thế, cho nên anh rất là thích cái món này. Nói thì sợ bà con cười, có giai đoạn anh ăn được một cân thịt mỡ. Anh ăn được một cân thịt mỡ? Anh mua hẳn một cân, luộc lên xong bắt đầu thái kiểu quân cờ, xong rồi một bát to này này, nước mắm vào và ăn hết. Nó nằm trong ký ức. Những cái sau này sao mình lại rất thích những cái món như thế. Thế thì khi về chung nhà với nhau ấy thì
anh là người nấu ăn hay là chị là người nấu ăn? Đương nhiên là chị đó. Đương nhiên là chị đó. Cơm vợ nấu nó mới ngon. Nói mà định đâu nhá, nhưng mà mẹ nó nấu và ăn là thấy ngon. Có bao giờ mà chị mang cơm đến đằng phim để chị săn sóc anh không? Khang ơi, sao lại xa xỉ thế được? Xa xỉ quá. Bởi vì này này, 20 mấy năm anh làm nghề rồi, trừ khi quay những cái phim ở Đà Nẵng, đúng rồi, thì là chị mới xuất hiện thôi. Chị đến đoàn chơi, chứ còn anh đi làm phim chưa bao giờ. Và hôm nay thật sự anh thật sự xúc động là vợ anh đã bay từ Đà Nẵng ra đây để thăm chồng, vì đi làm xa nhà rất lâu và anh rất nhớ. Tại vì là cái đợt này là anh Hải anh đi rất là lâu, đi từ bữa hôm mùng 7 Tết đến bây giờ. Có nghĩa là thấy nhớ quá thì chị quyết định là chị đi ra. Còn anh là đang làm cho nên là ông không có điều kiện hoặc là thời gian để anh đi bay về nhà. 27 năm trước, từ hồi đấy đến giờ anh đều như thế cả. Và quả thật hôm nay cũng nói với Khang với bác tâm sự, thì anh rất cảm ơn một người vợ như này. Nếu mà không có người vợ như này thì có lẽ là anh không làm được những cái phim mà để khán giả xem, khán giả khen như thế. Thế về sau cái câu chuyện đấy thì bây giờ chúng ta chơi trò chơi là trộn hai cái này vào nhau. Không, em nói đùa thôi. Xong rồi sau đấy đến lại à? Không, em nói đùa. Anh ơi, em muốn hỏi anh là khi anh nhìn thấy đỗ xanh, xanh và lạc thì anh liên tưởng đến cái gì không anh? Anh là học và xuất thân là diễn viên, nhưng có một thời gian anh bỏ nghề. Anh bỏ nghề vì cái giai đoạn đấy nó quá khó khăn. Đấy, xong rồi anh đi lái xe tải đường dài, rồi anh đi buôn chuyến, rồi lái xe khách. Trời đất ơi, anh làm nhiều nghề vậy đó hả? Anh đi buôn cái này, anh vào đến hố nai, anh mua đậu xanh rồi lạc rồi rất nhiều các loại đậu, xong rồi đóng, xong rồi anh thuê một chuyến xe chở ra Bắc bán chợ Đồng Xuân, thì đi đến Phả Danh thì nó bị bão, là mới lấy bạt phủ lên để chờ qua cơn bão đấy. 2 ngày anh mới qua được Phả Danh. Đến khi qua được Phả Danh thì bắt đầu anh lên anh kiểm tra hàng, thì khi anh kéo cái bàn xuống ấy, kéo đến đâu ấy thì anh thấy giá trắng nó xỉa lên đến đấy. Vì nó mưa mà. Mà em biết là cái cảm giác tụt huyết áp nó như thế nào không? Nhìn thấy giá là thôi, cứ kéo vào người bắt đầu nó nhũn như chi chi luôn xuống. Tức là thôi học rồi, thua rồi. Thế là lỗ. Mất trắng rồi đấy. Mất trắng đấy. Ông phải trải qua thì sau này ông diễn những cái đoạn tụt huyết áp này nó mới đúng. Như vậy thì những cái chất liệu của cuộc sống này nó rất là quý cho những cái vai diễn của anh. Vâng ra, bây giờ chúng ta đến với món tiếp nha. Vâng ạ. Sao em vất vả vậy? Sếp cứ đi thôi, còn mình vẫn hò. Trân trọng giới thiệu với anh chị, đây là một món ăn, chép nói đi. Dạ, đây là món bánh bèo. Món bánh bèo này thì mọi người biết là nó rất là bình dân luôn, vì giá thành ở ngoài thị trường nó chỉ rơi vào khoảng tầm 40 đến 50 ngàn là một chục bánh bèo, nhưng mà chắc chắn là mọi người ăn một lần là mọi người sẽ không thể quên được cái hương vị của nó, bởi cái vị nước chấm này kết hợp với cái mùi gạo. Ở đây mình sẽ làm một cái gạo rất là đơn giản ở trong dân gian mình thôi, là dã ra một cái món bèo thơm ngon. Ở phía trên thì sẽ có tôm, hải sản và cùng với cả mỡ hành chấm với cả phần nước chấm của mình, ăn thưởng thức rất là ngon đấy ạ. Rồi xin mời mọi người nhé. Anh lại có thấy cái hình ảnh, cái ký ức gì nó lại lùa về không anh? Nó lùa ào ạt luôn đấy. Hồi xưa anh quen một cái cô bé đấy bán bánh bèo. Thôi, không kể nữa. Cô bé bán bèo. Bánh bèo này là cũng gợi cho chị với lại anh Hải nhiều kỷ niệm lắm. Hồi xưa lúc mà anh chị quen nhau á, là thời kỳ đó là rất là khó khăn, cho nên là tiền thì ít, cho nên là hai vợ chồng mà muốn đi ăn á, thì chị có chọn món bánh bèo thôi. Bánh bèo là nó tâm lý đấy, nó bình dân nhưng mà nó cũng rẻ tiền nữa, cho nên là bánh bèo bây giờ nhìn thấy bánh bèo nó gợi lại những kỷ niệm cách đây 20 mấy năm. Lúc đó thì thu nhập của anh chắc là phải rất là tằn tiện lắm, nên lâu lâu mới dẫn chị đi ăn được hả? Em đừng hỏi thu nhập cái lúc đấy của anh như thế nào. Nó chả có cái nhập cái thu nào cả ấy. Thỉnh thoảng có vài đồng lương của diễn viên thôi.
chị cũng không đòi hỏi. Thật lòng là cũng vì tinh thần là chính thôi. Chứ còn ăn uống thì khi nào mà anh lãnh lương thì anh mới dắt chị đi ăn. Nhưng mà cũng chỉ là chọn món bình dân và rẻ tiền để ăn thôi. Bây giờ mình sẽ đến với món tiếp theo ạ. Món này em phải nung đến 9.000 độ mới được đấy. Đấy, xong qua em bảo 8.500 là được rồi. Không, 9.000 độ. Ông mang bên gạch ra tôi lại tưởng ông định phang cái gì dẫn cá này. Cái này cũng là liên quan đến cái nghề anh đã từng trải. Phim Đường Đời. Vì Đường Đời anh rất hay biểu diễn theo kiểu này này. Ôi giời. À, em vỡ đôi, vỡ tan. Là từ lúc đấy là ấn tượng trong bộ phim đấy. Đường Đời đấy. Tưởng là anh dùng gạch thiệt, anh đập lên đầu vậy hả? Thường thường thế, dùng gạch thật chứ. Mình bây giờ cũng có tí tuổi rồi. À. Cho nên bây giờ mình làm cái việc mình thích. À dạ. À. Và có tí tuổi và có tí tiền. Dạ vâng, nhiều người có tí tuổi mà chưa có tí tiền là vẫn có tí tiền. Vâng, tí tiền. Tôi rất là sung sướng. Bởi vì này, bởi vì có một người ngồi bên tay phải tôi ấy. Đấy, và họ hiểu, họ thông cảm cho tôi. Tôi được làm những cái điều tôi yêu thích. Tôi đi làm phim. Người ta không nhăn nhó gì cả. Tôi đi rất lâu, đúng ra là phải ở nhà, ông phải lo rất nhiều những cái việc nhà. Nhưng mà ông cứ đi thôi và người ta cũng chịu đựng và thông cảm, chia sẻ. Và thậm chí nhiều lúc tôi nản thì họ lại khuyến khích. Cho nên quá tuyệt vời. Nhân tiện hôm nay tôi cũng xin cảm ơn người đấy. Em tính là cũng phải gần 100 lần rồi đấy. Hết cái chương trình hết này sau này hôm nay chắc phải 10.000 lần cảm ơn. Cảm ơn 10.000 lần cũng không bao giờ. Nhưng mà cho em hỏi, tại vì em cũng tò mò, chị có bao giờ ghen hay không khi mà anh đi đóng phim một thời gian xa nhà dài đến như vậy? Phụ nữ thì đương nhiên ai cũng ghen hết. Không ai là không ghen, ớt nào mà ớt chả cay đúng không? Nhưng mà chị sống bên Hải á, câu trước tiên là chị có lòng tin. Cho nên là bây giờ anh đi cả năm anh không về chị cũng vẫn tin anh. Đó là lòng tin chị đặt lên anh. Cho nên là chị không bao giờ chị cảm thấy mà ghen. Nếu mà chị ghen á, thì chắc chắn là anh sẽ không bao giờ anh làm được hết. Yeah. Nói chung là vợ chồng chị sống là rất là tôn trọng nhau. Yeah. Vâng, quá hay luôn. Bởi vì hồi nãy thằng bé được cục gạch cho em sợ lắm. Em sợ lắm. Quá đau là nó ghê. Dạ. Vâng ạ, để em thay đổi cái không khí là đang bắt đầu đi sâu vào tâm sự rồi. Thế bây giờ sau đây thì em ngoài món ăn ra thì em sẽ diễn một cái hoạt cảnh. Vâng. Anh diễn nữa hả? Vâng, có cả phụ diễn mà. À. Ôi, hơi bụi nhỉ, ta đang cầm gạch. Vâng. Anh hả? Không anh thì ai? Em không chưa ăn ngoài anh. À, không. Không gì. Trời lâu chắc khát lắm rồi đúng không? Mời em. Em xin. Em thưởng thức đi. Uống đi. Anh uống nước tận đâu mà lâu thế? Anh mua ở cầu sông Hàn. Em uống nhá. Ừ, uống đi nhá. Nhớ để phần đó. À không, uống đi, uống hết đi. Em uống nhá. Ừ, nhanh lên. Em chưa uống mà anh uống rồi đấy. Làm vợ anh nhá. Anh bé, cái nhỏ nhỏ này là của em. Anh chưa hỏi em đồng ý hay không à? Ơi nhỉ, em đồng ý làm vợ anh không? Thôi anh chả cần hỏi đâu, anh biết thừa là em đồng ý. Lời thì em nhận rồi, nhưng mà chờ em tí nhá. Bố mẹ em dặn nó cũng cẩn thận. Đưa cả cân đi à? Úi dồi. Ôi anh ơi. Hả? Thế lời cầu hôn là thật nhưng mà nhẫn là đùa à? Không, thì nhẫn vẫn là thật nhưng mà nó không phải là thật thật lắm thôi. Đây có phải là cái nhẫn đâu, chứ đây có phải cái cuốc hay cái dao cái kéo gì đâu. Nhìn mắt người ta biết đây là cái nhẫn mà. Không, mà thực sự là cho anh xin. Chị, em mời chị cốc nước. Dạ, đây là món ăn tiếp theo ạ. Dạ, em ơi, hết vai rồi, cắt. Ôi. Chưa cầu hôn xong mà. Không hết rồi. Không, chỉ giả tiền đến đấy thôi. Nhận lời hay không hay là vàng thật hay vàng giả là chưa có ai kiểm định. Anh chị lấy to lo ra để em gọi hết cả khách sạn anh ra nghe cùng nhá. Nhiều người cần kinh nghiệm cầu hôn lắm. Rồi. Sao chị? Sao? Hồi đó anh cầu hôn chị có mang cái bật lửa theo không? Hồi như chưa có bật lửa, chị dùng bằng diêm. Hồi đấy anh xin đoàn, vì anh đang làm cái phim Biển Lặng ở trong Quảng Ngãi, cho xin 2 ngày về lấy vợ.
À, xin hai ngày đoàn kia thôi, ông muốn về thì ông cứ nói, sao lại phải lấy cớ là về lấy cưới vợ cái không thật. Nhưng mà hôm sau thì đành phải lại đi vào để quay tiếp cái phim Biển Lặng. Đấy. Mà vợ thì ở nhà một mình. Em ơi, năn nỉ, hồi năn nỉ bà này ghê lắm. Để anh trở lại anh làm phim. Cả đoàn đang chờ. Thế anh cưới em về để em mình ở nhà này á? Xong rồi mình nài nỉ bao lâu không được. Lúc đấy bắt đầu xe nó gần chạy rồi. Thì mình bảo thôi bây giờ tùy cô. Một là cô ở đây cô chờ tôi nửa tháng nữa tôi về. Hai là cô về nhà cô nhưng mà đừng bao giờ bước xuống nhà này nữa. May quá bà lại đồng ý. Thế là đi vào đấy. Đi vào đấy làm nốt cái phim Biển Lặng nửa tháng sau. Nhưng mà trong giai đoạn làm phim ấy thì mất cái nhẫn cưới, cái nhẫn cầu hôn ấy mất. Thế mới đau đời chứ. Mất mà tiền đâu mà mua lại cái nhẫn là cái thứ nhất. Cái thứ hai về mà vợ nó không thấy thì thôi toi đời. Nên là anh em trong đoàn mỗi người góp một tí về chợ Cồn mua lại cái nhẫn. Nhưng mà sau này bao lâu anh mới thú nhận cái chuyện đó cho chị biết? Anh là bây giờ đấy. Đây này bây giờ mới nói cái này. Bây giờ là anh mới thú nhận. Bây giờ mà đánh thì chịu thôi chứ là bây giờ phải uống nước chứ căng thẳng quá. Để em đỡ. Quý vị thấy ngồi bàn nào thì thực đơn theo kiểu đó rồi quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái thực đơn nó ngon lành hơn đúng không ạ? Và cảm ơn bác nhiều nha. Em đã mang đến những món ăn thật là nghĩa tình. Vâng. Xin mời chị qua đây ạ.